chị kính cho nhé. Ngon quá. Mẹ em đi vắng à? Hay mẹ em đi tìm mồi rồi. Ngon. Ơi, hôm nay bà làm gì đây? Dạo dùng mạ. Được bạn thôi nhá. Vịt thá. Bây giờ dùng mạ vào. Thank you.
Bà Tiên lấy lại. Cái này không cho. Mẹ chúng nó cái chai mới của tao nó lớp gì hết rồi. Xong đi một đoạn xong là nhặt tiếp. Cái đứa này không có cái chai thế này. Nước chặt thì phải nhúng lấy này. Đây, nhúng lấy cái sản tắt bụi đi. Ông Tiên chỉ nhắn mình không đeo đấy. Đấy, cả hai cái trắng trắng như kia, dép như kia ở chỗ cái bao ấy. Thank you.
Đấy, trả tiền này. Mai cứ trả vui cho cùng. Một gửi mà mua ít đây trả lại thừa đấy. Tối nấu nhé. Vâng.
25. À, quay gà. Ừ. Không bây giờ. Không bây giờ. Em bán em bán 12 cái loại 10.000 cũng có nhưng mà 10.000 nó bé hơn. Được chưa? Xong chưa? Nha. Sao nghe phải cho một 4 6 8 20. Để bây giờ mới 20 con. Ừ. 20 con. Đến đi đủ chưa? Đổi ra thì vào thiếu được một em nhá. Thì em đi đổi được một con đền em đấy. Có lao. Con có mệt lắm không? Có. Lấy ở đâu? Ờ. Tí nữa là đun sôi chưa? Rộp rộp tí nữa mới sôi, nó lên hơi thì mới sôi. Vâng. Chưa cái gì ăn đi nhà trồng nán lâu quá nhỉ. Vâng. Tại bà ốm ấy, bà ốm mà không đi được. Ngồi để ăn cho mát. Ủa, ăn rồi, có món ăn rồi. Nóng không? Bà ăn miếng nhé. Đói quá nhỉ. Thịt chim mà ngon quá. Đi nhặt cổ đông ngon, con đói con sắp xỉu rồi. Tại bà ốm ấy, bà ốm mà không đi được ấy. Từ sau đi nữa bà ốm mà đi kiếm tiền nhá.
kia. Mà tại chị ốm này không kiếm được cơm ấy. Không phải là chị ốm, tại chị ốm thôi. Chị bán đồng ăn, có tiền mua mì tôm cho bà ăn, mua gạo cho bà ăn. Bác sĩ bảo uống mấy viên? Không biết. 2 viên à? Chắc thế. Nhưng mà